nó sẽ không được nét lắm đâu các bác nhé. Đây cột này thì nó sẽ tổng chiều cao của nó là trên 40 mét. À, chân nó đây này. Cột này cột dạng cáp co các bác nhé, cáp co 6 tầng cáp co. Đó. Đấy. Anh em đang tiến hành trèo cột phát sóng để bắt tổ ong các bác nha. Đấy. Đây này. Cột phát sóng này là cột dạng dây co. Cao tổng thể là hơn 40 mét. Thì cái vị trí tổ ong nó ở khoảng 38 mét rồi. Đây. Anh em đang lên trên cùng người này, gần đến nơi này. Đấy. Là tổ sát trên đỉnh luôn, trong bầu trời thì đấy. Đó, cái này quay ở trên ánh nắng thì các bác nhìn nó không được rõ lắm. Thì cái này là gần tiếp cận đến mục tiêu đấy, lại gần mặt trời nữa. Cái này thì đang tiến hành bắt tổ ong này cho bên cột phát sóng của bên đơn vị Mobifone các bác nhé. Hôm nay là trang bị là quần áo bắt ong dạng vải da hai lớp, và khi trèo cao này thì chắc chắn là phải đội quạt rồi. Đây là em đã độ cho cái quạt điều hòa rất là mát. Thường các bác bắt mà dưới thấp hay bắt ngắn thời gian ngắn thì không cần, nhưng đây thời gian khá dài là phải độ quạt điều hòa rồi nhé. Và khi trèo này thì chỉ cần trang bị thêm dây an toàn, dây an toàn móc vào cái móc sắt đó, các móc sắt ở trên cột này, thì tới điểm nào có thể mình nghỉ, mình móc dây vào mình treo mình đu. Đó. Tiếp cận tổ đấy, đang ngồi chuẩn bị ngồi im ôm đấy. Đây, nó là tới tận trên 40 mét này các bác nhé. Đây, cột phát sóng của Mobifone. Cái này mà các anh em ở đơn vị cột phát sóng của các nhà mạng Mobi này, Vina hay Viettel mà có tổ ong ở trên cột phát sóng mà có nhu cầu cần bắt thì cứ liên hệ với bên em theo số điện thoại ghi ở trên màn hình nhé. Hoặc là anh em có thể là mua quần áo bắt ong mà tự trang bị, tự nên bắt luôn. Những anh em mà kỹ thuật hay chèo ấy, anh em kỹ thuật hay chèo đấy thì mình sắm một bộ quần áo bắt ong là nên mình sẽ tự bắt được. Thế đây bên đơn vị cột phát sóng này thì là thuê bọn em luôn, thuê bọn em đến bắt luôn. Đây, hôm nay này em đang dùng cái bộ vải da hai lớp ấy, khá an toàn đấy. Đang quá trình bóc tổ này các bác nhé, em zoom hết cỡ lên trên đỉnh cột phát sóng ấy. Đấy, ong bay ve chung quanh này kìa, nó sẽ không được nét lắm đâu các bác nhé. Đây, cột này thì nó sẽ tổng chiều cao của nó là trên 40 mét. À, chân nó đây này. Cột này cột dạng cáp co các bác nhé, cáp co 6 tầng cáp co. Đó. Đấy. Đang quá trình vặt nhé. Cái này thì bắt hộ mấy anh em của bên viễn thông, thì khi mình bắt xong là mình sẽ phải chuẩn bị cái bình xịt muỗi, mình xịt vào cái khu vực đó để cho nó có mùi, để cho chống nó quay lại nhé. Chống nó quay lại thì anh em vướng ong, anh em không nên làm kỹ thuật được. Đấy. Đây có thấy ong bay le ve chung quanh rất là nhiều cả. Rồi. Vào trong túi rồi đấy. Thế còn đối với cái bộ thực tế anh em đang thao tác, đây là bộ quần áo bắt ong vải da hai lớp thì độ an toàn nó cao. Độ an toàn nó cực cao luôn. Rồi, xịt xong rồi chuẩn bị di chuyển xuống nha. Lát nữa di chuyển xuống thì em cho các bác xem cái thành quả của cái tổ ong này nhá. Đó. Đây là thành quả các bác nhé. Đây này các bác này. Vâng, em chào các bác nhé. Thành quả các đây bác nhá. Cầu mua quần áo bắt ong. Thì liên hệ tổ này là ghi trên màn hình nhé. 4 tầng. Cũng khá là mẩy nhé. Cái này bắt được. Bắt cũng vừa tầm mẩy.
Mình tâm nhập. Đó. Đây các bác nhá. Lâu để mà qua cái trạm bên kia. Lâu không chào cột cao, đúng là cao thật. Đây, thành quả đây các bác nhá. Đây hôm nay là dùng quần áo mật ong vải ra hai lớp này. Có độ quạt điều hòa này. Và kết hợp với lại dây đai an toàn. Thì mọi những cái phụ kiện mật ong là bên nhà em đều có đủ hết nhá. Các bác cần gì cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Rồi xin chào.